Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn bạn đã đến với kênh Ngẫm Cuộc Sống Quanh Ta. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về hành trình thống nhất lục quốc của Tần Thủy Hoàng. Các bạn có nhận định gì về cuộc chiến này? Nó đã thay đổi toàn bộ vận mệnh của Trung Hoa ra sao? Hãy cùng để lại ý kiến và cùng bàn luận nhé! Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về chủ đề lần này, kênh khuyến khích bạn hành động với một vài cử chỉ nhỏ. Hãy bấm nút like cho video này để ủng hộ kênh. Và nếu bạn thấy giá trị trong nội dung của kênh, hãy xem xét việc đăng ký và bật chuông thông báo để bạn không bỏ lỡ một cập nhật mới nào. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bằng cách bình luận số 1 hoặc số 2. 1 nếu bạn thích video này. 2 nếu bạn không thích video này. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu khám phá về chủ đề lần này. Thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng, tên thật là Doanh Chính, là vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, người sáng lập ra triều đại nhà Tần. Ông sinh vào năm 259 trước Công Nguyên và qua đời năm 210 trước Công Nguyên. Tần Thủy Hoàng nổi tiếng với việc thống nhất Trung Quốc vào năm 221 trước Công Nguyên sau khi đánh bại các nước chư hầu trong thời chiến quốc. Ông đã tiến hành nhiều cải cách quan trọng, bao gồm việc chuẩn hóa chữ viết, tiền tệ và hệ thống đo lường, cũng như xây dựng các công trình vĩ đại như Vạn Lý Trường Thành. Tần Thủy Hoàng cũng được biết đến với các biện pháp cai trị hà khắc và tham vọng bất tử, dẫn đến việc tìm kiếm thuốc trường sinh và xây dựng một lăng mộ khổng lồ, nổi tiếng với đội quân đất nung, binh mã dũng. Dưới triều đại của ông, nền tảng của một Trung Quốc thống nhất đã được đặt ra, dù rằng triều đại nhà Tần chỉ tồn tại ngắn ngủi sau khi ông qua đời. Tần Thủy Hoàng, một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Hoa, đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lịch sử khi thống nhất lục quốc, kết thúc thời kỳ chiến quốc thất hùng tranh bá. Ông mở ra thời kỳ thịnh trị kéo dài cho nhiều triều đại phong kiến Trung Hoa, đưa tên tuổi mình lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Bối cảnh lịch sử. Vào cuối thời kỳ chiến quốc năm 475 đến 221, trước Công Nguyên, Trung Quốc bị chia cắt thành nhiều quốc gia độc lập. 7 quốc gia mạnh nhất được gọi là lục quốc, lục của, bao gồm Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy và Tần. Trong số này, nước Tần là nước nằm ở phía Tây và thường bị coi là ít văn minh hơn so với các nước ở phía Đông. Tuy nhiên, Tần lại sở hữu một trong những đội quân mạnh nhất và là nước có vị trí địa lý thuận lợi để tránh bị tấn công, đồng thời dễ dàng mở rộng lãnh thổ. Những bước đầu tiên, Tần Thủy Hoàng, tên thật là Doanh Chính, lên ngôi vua Tần vào năm 246. Trước Công Nguyên khi mới 13 tuổi, sau khi cha ông Tần Trang Tương Vương qua đời. Dưới sự giúp đỡ của Lã Bất Vi, một quan đại thần và người bảo hộ, Tần Thủy Hoàng đã có thời gian chuẩn bị và củng cố quyền lực nội bộ trước khi bắt đầu chiến dịch thống nhất. Củng cố nội bộ. Tổ chức lại quân đội. Tần Thủy Hoàng cải cách quân đội, biến nó thành một lực lượng vô cùng hiệu quả và kỷ luật. Ông chú trọng vào việc chọn lọc và đào tạo những binh sĩ giỏi nhất và sử dụng các chiến thuật tiên tiến. Cải cách hành chính, ông cải cách hệ thống quan lại, bổ nhiệm những người có năng lực thực sự và loại bỏ những quan lại không trung thành hoặc kém hiệu quả. Kinh tế và nông nghiệp, phát triển nông nghiệp và kinh tế để cung cấp hậu cần mạnh mẽ cho các chiến dịch quân sự, khởi đầu của một đế chế. Vào năm 239 trước Công Nguyên, sau đúng 9 năm lên ngôi, Doanh Chính lần đầu tiên nắm trọn quyền lực của nước Tần trong tay. Đứng từ nước Tần nhìn về phía đông rộng lớn, nơi ngự trị bởi lục quốc Hàn, Triệu, Yên, Tề, Ngụy và Sở, mộng bá thống nhất Trung Nguyên trong lòng ông một lần nữa bùng cháy mãnh liệt. Tại hoàng cung của nước Tần, các mưu sĩ Uy Liêu, Lý Tư cùng các đại tướng Vương Bí, Mông Ngao, Mông Vũ, Mông Điểm, Lý Tín được triệu tập ngay trong đêm. Hoạch đồ của Trung Nguyên được bày sẵn. Tất cả những vị tinh tú của Đại Tần đều kinh hãi vì kế hoạch thống nhất lục quốc của Tần Vương Doanh Chính. Chiến lược viễn giao cận công. Chiến lược viễn giao cận công được triển khai với ý nghĩa xa thì kết giao, gần thì đánh chiếm. Đại kế thống nhất thiên hạ đã được vạch ra. Nước Hàn, binh mỏng thế yếu, lại nằm ngay sát phía đông, có thể dễ dàng lấy như đổ trong túi. Sau khi diệt Hàn, Tần sẽ tấn công lên phía bắc để lấy nước Triệu, ở giữa thì lấy nước Ngụy, sau đó tiến tới thu phục Yên, Sở và Tề. Việc tập trung lực lượng công đánh từng nước một được Doanh Chính cùng chư tướng đề xuất khiến cho các quốc gia không thể hợp tác đánh Tần, từ đó phá chiến lược hợp tung của chư hầu.
Nước Tần đất rộng người đông, binh lực dồi dào, định rằng chỉ trong vài năm có thể nhất thống thiên hạ, đánh bại nước Hàn. 1. Lịch sử đối đầu với nước Hàn. Mục tiêu đầu tiên mà quân Tần nhắm tới chính là nước Hàn. Nước Hàn binh mỏng thế yếu, có thể xem là quốc gia dễ bị công đánh nhất trong lục quốc. Khi Bạch Khởi còn tại thế, ông đã nhiều lần đem quân công đánh nước Hàn. Trong trận đại chiến tại Y Khuyết năm 294 trước Công Nguyên, đại quân của Tần đã phá tan 24 vạn đại quân của Hàn, chiếm lấy 5 tòa thành trì. Nước Hàn từ đó mất dần nguyên khí, không thể gượng dậy được. Giờ đây, Tần Vương Doanh Chính đưa nước Tần cường thịnh, nước Hàn thì ngày càng hủ bại, chẳng khác nào cành khô trước gió. Họa diệt vong đã đến sát biên giới. Nước Tần dự kiến sẽ chiếm Hàn, từ đó làm bàn đạp đánh Triệu và xâm chiếm toàn bộ Trung Nguyên. 2. Chiến dịch diệt Hàn. Khi Hàn Vương hay tin quân Tần chuẩn bị lương thảo, đốc thúc binh mã, huấn luyện tướng sĩ, liền kinh hãi, ngày đêm ăn ngủ không yên. Hàn Vương cầu cứu quân Triệu. Triệu quốc khi đó là một thế lực ở phương Bắc, tuy nhiều lần bị nước Tần vây đánh, nhưng cũng là quốc gia có thực lực. Nếu để Hàn và Triệu hợp lực, quân Tần rất có thể sẽ lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch, nguy khốn khôn cùng. Cuối cùng, suy đi tính lại thiệt hơn được mất, Tần Vương Doanh Chính cùng chư tướng quyết định thay đổi chiến lược, tập trung diệt Triệu trước, sau đó sẽ diệt Hàn. Há chẳng phải dễ như lấy đồ trong túi hay sao? Chiến dịch đánh nước Triệu nằm ở phía bắc nước Tần. Thời kỳ trước đó, thực lực của nước Triệu và nước Tần khác nhau một trời một vực. Nước Triệu đất rộng người đông, lại chiếm cứ một dải hạ du sông Hoàng Hà, khiến cho quân lương lúc nào cũng no đủ. Nhân tài thì nhiều như lá rụng mùa thu. Trong khi đó, nước Tần thì heo hút kiệt quệ. Mãi cho tới sau này, biến pháp Thương Ưởng được thi hành cùng với tài năng của các đời Tần Vương, nước Tần mới dần trở nên hưng thịnh, mới có thể đối đầu trực diện với nước Triệu. Năm xưa tại Trường Bình, Bạch Khởi chôn sống 45 vạn hàng binh nước Triệu, khiến cho nguyên khí của nước Triệu hao tổn nặng nề. Đây là thời cơ tốt để quân Tần tấn công kinh đô Hàm Đan của nước Triệu năm 209 trước Công Nguyên, khiến cho nước Triệu khi đó suýt thì diệt vong. Mặc dù vậy, nước Triệu tuy bị suy, nhưng khí số chưa tận, vẫn còn những mãnh tướng như Lý Mục lãnh binh. Nên quân Tần nhiều lần xuất chiến vẫn chưa thể tận diệt. Chỉ cần nhổ được cái gai nhọt này thì con đường thống nhất Trung Nguyên sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chiến lược tấn công nước Triệu năm 236 trước Công Nguyên, nhân lúc Lý Mục đang bị nghi kỵ, lấy cớ Triệu tấn công nước Yên vốn đã kết mối đồng minh với nước Tần. Đại quân nước Tần do hai tướng Vương Tiễn, Hoàn Kỵ đã tiến hành tấn công biên giới nước Triệu, với lý do là chi viện cho Yên quốc. Quân Tần thắng lớn, thu được 9 thành, mở thông cánh cửa tiến vào nước Triệu. Còn quân Triệu thì bị thảm sát, nguyên khí quốc gia một lần nữa lại bị suy yếu nặng nề. 3 năm sau, cho rằng thời cơ đoạt nước Triệu đã tới, Tần Vương hạ lệnh cho tướng Hoàn Kỳ dẫn đại binh công đánh. Thế quân mạnh như trẻ tre, đánh một mạch từ biên giới vào tận kinh đô Hàm Đan, đi tới đâu là tàn sát phá thành tới đó, khiến cho người Triệu vạn phần kinh hãi. Biết rằng thế địch khó chống, quân cứu viện từ các chư hầu cũng không thể tới trong một sớm một chiều. Nước xa khó cứu được lửa gần. Dù không muốn, nhưng Triệu Vương vẫn phải cắn răng để trao binh quyền cho đại tướng Lý Mục để kháng địch. Cuộc chiến Triệu Tần chuyển sang một giai đoạn mới. Lý Mục dẫn binh hồi kinh, lập tức đả chiến với quân Tần của Hoàn Kỵ. Quân Triệu thành công bước đầu, đẩy lui được quân Tần, thiết lập được tuyến phòng thủ bên ngoài thành Hàm Đan. Quân canh phòng cẩn mật, Lý Mục đích thân vào trong thành yết kiến Triệu Vương, tính thế nước sôi lửa bỏng. Lý Mục xin được nắm toàn bộ binh quyền, chỉ huy trận chiến theo phương kế của ông mà không cần nhận lệnh từ Triệu Đình. Trận chiến quyết định Triệu Vương dù không muốn, nhưng nước sắp mất tới nơi, chỉ còn cách răm rắp nghe theo. Thánh chỉ được ban bố, toàn bộ các đạo quân trên khắp nước Triệu đều đổ về Hàm Đan. Nhưng kiểm đi đếm lại, Lý Mục mới bàng hoàng nhận ra binh lực của cả nước khi này chỉ vòn vẹn còn lại có 10 vạn, chỉ bằng một phần nhỏ so với đại quân của Tần. Tuy biết rằng binh mỏng thế yếu, nhưng Lý Mục cũng đành lĩnh mệnh, dẫn theo 10 vạn quân đối địch. Biết rằng chưa thể tấn công, Lý Mục cho quân đóng tại Phỉ Lũy, xây dựng công sự tạo thành một tấm lá chắn bảo vệ Hàm Đan, quyết tâm thực hiện chiến thuật tử thủ với quân Tần.
Quân Tần biết rằng Lý Mục dựng thành cao lũy dày để phòng thủ, liền cho quân khiêu chiến bất kể ngày đêm. Nhưng quân Triệu nhất quyết không đánh. Quân Tần từ xa tới, lương thực không có quá nhiều, phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng Lý Mục thủ thành không xuất chiến, khiến cho tướng Hoàn Kỵ lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng, Hoàn Kỵ đã nghĩ ra một kế. Sau khi dựng được thành trì tại Phỉ Lũy, đại quân của Triệu đóng tại lân cận Hàm Đan để tiện phòng thủ cả hai bên. Hoàn Kỵ dự định sẽ khuếch trương thành thế, giả như mình muốn quyết chiến Phỉ Lũy. Từ đó, dụ đại quân của Lý Mục cứu viện, nhân cơ hội mà mai phục tập kích. Nhưng cả đời Lý Mục rong ruổi trên yên ngựa, trải qua trăm trận đánh lớn nhỏ, chút thủ đoạn còn con này sao có thể qua mắt được ông. Lý Mục bèn tương kế tựu kế, lợi dụng sự chủ quan của quân Tần. Ngay khi hay tin chúng dẫn binh đánh Phỉ Lũy, 10 vạn đại quân Triệu chia làm 3 đường bất ngờ tập kích đại bản doanh quân Tần ngay trong đêm. Quả nhiên quân Tần không có sự chuẩn bị. Binh lính bị đánh bất ngờ phải vội vàng ra ứng chiến. Cuối cùng, đại bại. Hơn 10 viên tướng lĩnh có tên tuổi đều tử trận. Số sĩ tốt bỏ mạng và thương vong vô số. Tiền quân do Hoàn Kỳ dẫn đầu đang công đánh Phỉ Lũy, thấy lửa cháy ngùn ngụt sau lưng. Biết rằng quân doanh đã có binh biến, rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chỉ còn cách thu binh về cứu trại. Quân Triệu thấy quân Tần về tới nơi, khí thế lên cao liền ào vào quân Tần mà chém mà giết, khiến cho máu chảy thành sông, thây người chất cao như núi. Quân Tần đại bại, 10 vạn đại quân bỏ mạng. Tướng Hoàn Kỵ vì sợ tội mà cũng bỏ chạy sang nước Yên, không dám về chính quốc. Nước Triệu được giải vây, cuộc chiến dai dẳng với nước Triệu. Sau 2 lần phạt Triệu bất thành, Tần Vương Doanh Chính lại phái đại tướng Vương Tiễn và Dương Đoan Hòa dẫn đại binh phạt Triệu lần 3. Năm 232 trước công nguyên, năm Tần Vương Chính thứ 15, Tần Vương lệnh cho quân Tần phân thành 2 đường tấn công quốc. Nhưng lần này cũng lại bị Lý Mục dùng chiến thuật tương tự đánh bại. Lý Mục quả thực là cây cột chống trời của nước Triệu. Tần Vương hiểu rằng nếu không loại bỏ được Lý Mục, quân Tần sẽ không bao giờ chiếm được nước Triệu. Kế hoạch nhất thống Trung Nguyên của ông có lẽ vẫn mãi chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng trong cơn bĩ cực, một xảo kế được thi hành khiến cho Lý Mục và Triệu Quốc ôm hận tới ngàn thù. Xảo kế phá Triệu, 3 lần đánh Triệu mà vẫn chưa thể tiêu diệt khiến cho Doanh Chính suy nghĩ ngày đêm. Ông hạ lệnh cho quân nghỉ ngơi chỉnh đốn trong vòng 3 năm, đợi khi hưng khởi xem một lần nữa công đánh nước Triệu. Năm 231 trước công nguyên, khi quân Tần đang gấp rút chuẩn bị binh mã phạt Triệu lần thứ 4 thì thái thú quận Nam Dương của nước Hàn bất ngờ phản quốc, đem thành dâng cho nước Tần. Quân Tần vớ được món lợi từ trên trời rơi xuống, đường vào nước Hàn mở rộng thênh thang. 10 vạn đại quân sẵn sàng giáp chiến lập tức xuất binh. Quân Hàn yếu ớt không thể chống đỡ được dù chỉ một đòn. Nước Hàn đại bại, Hàn An Vương bị bắt sống, nước Hàn từ đây bị xóa sổ. Tần Vương Doanh Chính chế hạ được chư hầu đầu tiên trong công cuộc thống nhất Trung Nguyên của mình. Diệt được Hàn, binh lực của Tần một lần nữa được tập hợp nhằm hướng lên phía Bắc, chuẩn bị công đánh nước Triệu. Lúc ấy Triệu Quốc đang gặp hạn hán nghiêm trọng, lương thực thiếu thốn, lòng dân bất ổn, thế nước đã suy đổ tới tận đáy. Vương Tiễn và Dương Đoan Hòa dẫn quân Tần tấn công, chẳng mấy chốc đã lại áp sát Hàm Đan, uy hiếp kinh đô của nước Triệu. Bên kia chiến tuyến, Lý Mục cùng Tư Mã Thượng cầm quân chống cự, bảo vệ kinh thành tuyệt đối. Lý Mục lại một lần nữa triển khai chiến lược thành đồng vách sắt, chỉ thủ không công, quyết không đối chiến với quân Tần. Tình thế bên ngoài chiến tuyến không hề ủng hộ quân Tần. Nhưng bên trong cung Tần cách đó hàng ngàn dặm, một đại kế bị ổi được bàn bạc đưa hàng vạn quân Triệu và danh tướng Lý Mục hóa thành tàn tro, mưu kế và sự sụp đổ của nước Triệu. Biết rằng không trừ được Lý Mục thì sẽ không bao giờ tiêu diệt được nước Triệu. Tần Vương cùng các đại thần như Uy Liêu và Lý Tư đã dùng vàng bạc hối lộ cho quyền thần nước Triệu nhằm gièm pha, khiến cho Lý Mục bị cách chức. Từ đó, Tần mới có thể dễ dàng công đánh. Học trò của Uy Liêu và Vương Ngao, Lĩnh Mệnh mang theo hàng vạn cân hoàng kim sang nước Triệu, mua chuộc sùng thần của Triệu Vương là thừa tướng Quách Khai. Quách Khai trông thấy vàng bạc châu báu sáng rực một góc trời, cười không thể ngậm được miệng. Lại nghe Vương Ngao rót vào tai những lời sằng bậy về Lý Mục công cao át chủ, nên liền lập tức đồng ý thông gian với quân Tần.
Ông ta bí mật cho người tung tin đồn khắp thành Hàm Đan rằng Lý Mục tư thông với Vương Tiễn, ý muốn đầu hàng quân Tần, bán rẻ Triệu Quốc. Tin đồn lan truyền xôn xao một thời gian, cuối cùng cũng tới tai vua Triệu. Triệu Vương không khỏi kinh hãi, vội gọi Quách Khai vào hỏi. Quách Khai đã thừa cơ buông lời sàm tấu. Vốn Triệu Vương đặt vận mệnh nước Triệu lên vai của Lý Mục, nay lại hay tin ông đem lòng phản trắc khiến ông ta vô cùng khiếp đảm. Quách Khai làm cho Triệu Vương vừa đấm vừa xoa, khiến cho Triệu Vương mê muội. Cuối cùng quyết định phế bỏ Lý Mục, chọn hai tướng là Triệu Thông và Nhan Tụ thay thế kháng Tần. Quách Khai lại còn bày mưu, muốn tránh có kẻ sinh lòng nghi ngờ, bảo vua hãy lấy cớ bổ nhiệm Lý Mục làm tướng quốc. Sau đó yêu cầu ông ta giao lại ấn tướng cho Triệu Thông và Nhan Tụ, cấp tốc trở về kinh thành nhậm chức. Triệu Vương gật đầu ưng thuận rồi hạ lệnh triệu hồi Lý Mục về kinh. Lý Mục nhận chiếu thư trong tâm vạn phần nghi hoặc. Đã chiến đã cận kề, Triệu Vương lại muốn triệu mình về kinh phong làm tướng quốc. Lý Mục cũng đoán ra chắc chắn là có kẻ hãm hại từ bên trong. Chuyến đi này sẽ lành ít dữ nhiều. Vậy nên trước khi Triệu Thông và Nhan Tụ tới, ông liền treo ấn tướng, rồi một mình trốn chạy. Triệu Thông và Nhan Tụ nghe nói Lý Mục đã chạy trốn, liền phái kỵ binh truy sát diệt trừ Lý Mục và phế bỏ Tư Mã Thượng. Quân Triệu từ giây phút này đã định trước sẽ thất bại, nước Triệu sẽ bị diệt vong. Lý Mục trước nay được quốc sĩ tôn kính như cha, nay bị vua ngược đãi, bị gian thần hãm hại, nên trong quân ai nấy đều xót xa, lòng người tan rã. Rất nhiều binh lính vì chuyện này mà đào ngũ, quân doanh thưa thớt không còn lực chiến đấu. 3 tháng sau, Vương Tiễn xuất binh đánh thẳng vào kinh đô Hàm Đan. Quân Tần vũ bão xông lên như tiến vào chỗ không người. Sau khi đại phá xong quân Triệu, giết được Triệu Thông, quân Tần bắt giữ Triệu Vương và đại tướng Nhan Tụ. Nghe lời Quách Khai, Triệu Vương dâng địa đồ của nước Triệu đầu hàng quân Tần. Tần Vương thu xếp cho Triệu Vương ở Phòng Lăng, nay là huyện Phòng Lăng, tỉnh Hồ Bắc. Cho tới lúc đó, nước Triệu hùng mạnh hơn 200 năm đã tuyên cáo diệt vong. Tuy nhiên, vẫn còn một người kịp chạy trốn, đó chính là Công Tử Gia, thái tử từng bị phế truất của nước Triệu. Công Tử Gia dẫn theo thân tín trốn chạy tới quận Đại, nay là huyện Úy, tỉnh Hà Bắc, trấn thủ vùng đất núi sông này, mượn thanh danh của Lý Mục. Ông hiệu triệu dân chúng trong vùng và nhận được sự ủng hộ, sau đó lại tự lập mình làm vua nước Đại. Đến năm 222 trước công nguyên, con trai của Vương Tiễn là Vương Bí đã dẫn quân thảo phạt nước Đại bị diệt. Tàn dư của nước Triệu từ đây cũng diệt vong hoàn toàn. Chiến thắng và hậu quả. Hai nước Hàn và Triệu nằm ở vị trí then chốt Trung Nguyên. Tiến thì có thể công, thoái có thể thủ, là cửa ngõ quan trọng để thu phục thiên hạ. Công hạ được Triệu và Hàn, lãnh thổ của Tần gần như đã bao phủ toàn bộ lưu vực sông Hoàng Hà. Tần Vương Doanh Chính cũng nắm được thời cơ có 1-0-2. Sự nghiệp thống nhất Trung Hoa này đã có thêm vài phần thắng. Giờ đây, chiếm được thêm nước Ngụy, Tần Vương sẽ chính thức đạp một nửa Trung Nguyên xuống dưới chân. Diệt Ngụy, bình định một nửa trung thổ nước Triệu và nước Hàn đã bị diệt vong, khiến cho quân Tần có được thế lớn từ phía Tây. Nhưng để hoàn toàn thống nhất được một nửa Sơn Hà, Tần Vương nhất quyết phải diệt được nước Ngụy. Ngụy Quốc nói mạnh thì cũng không phải là mạnh, nhưng bảo yếu thì cũng chẳng phải yếu. Sau khi Triệu và Hàn bị quân Tần xâm chiếm, 3 mặt của nước Ngụy đều phải giáp mặt với quân Tần, tình thế có thể nói hung hiểm vạn phần. Tuy nhiên, kinh đô nước Ngụy là thành Đại Lương, nằm ở hợp giao 2 sông Hoàng Hà và Biện Hà, địa hình dễ thủ khó công, không dễ dàng cho việc công đánh. Không chỉ vậy, thành Đại Lương còn được bao bọc bởi nhiều đoạn hào sâu. Toàn bộ 5 cổng thành đều sử dụng cầu kéo, nên việc tấn công trở nên khó khăn hơn vạn lần. Năm 225 trước công nguyên, 10 vạn đại quân Tần dưới sự chủ huy của Vương Tiễn tấn công nước Ngụy. Ngụy Vương cầu cứu quân Tề nhưng không nhận được hồi đáp. Quân Tần không ai ngăn cản, khí thế như bài sơn đảo hải, đánh thẳng một mạch từ biên giới tới tận kinh đô Đại Lương của nước Ngụy, bao vây vòng trong vòng ngoài, đến con muỗi cũng không thể lọt qua. Quân Tần tuy đã bao vây nhưng vẫn chưa thể đánh được vào bên trong Đại Lương, vì nơi đây thành cao hào sâu, lại có sông Hoàng Hà trở sức. Vương Tiễn bèn dùng kế chặn dòng, đắp đập, dẫn nước từ sông Hoàng Hà và Biện Hà vào thẳng trong thành Đại Lương, nhấn chìm tòa thành này. Quân Tần đào đường dẫn nước trong vòng 3 tháng thì xong,
lại được dịp trời mưa to trong 10 ngày liên tiếp, thế nước ảo ạt. Thành Đại Lương ngập lụt hoàn toàn, khiến hơn 10 vạn người thiệt mạng, nhiều đoạn thành bị lở. Quân Tần theo đó mà xâm nhập vào trong. Ngụy Vương và quần thần đã viết biểu thư xin hàng. Quân Tần tới nơi, đem bắt bỏ lên xe tù, đưa về Hàm Dương, nước Ngụy diệt vong từ đó. Diệt được Triệu, Hàn, Ngụy, nước Tần đã thống nhất được một nửa sơn hà, đại kế thâu tóm thiên hạ chỉ còn một nửa chặng đường. Tần Vương đạp Triệu, Hàn và Ngụy xuống chân, một lần nữa cầm gươm chỉ về phía nam, hướng về nước Sở mà hạ lệnh xuất chiến. Diệt Sở, nắm sơn hà trong tay công hạ được nước Yên, chướng ngại trên con đường thống nhất Trung Nguyên chỉ còn nước Sở và nước Tề. Nước Tề đã hơn 40 năm chưa chinh chiến, quân đội thì chành mảng, vua thì không nắm thực quyền, triều cương thối nát. Từ lâu đã không còn là đối thủ xứng tầm của quân Tần. Duy chỉ có nước Sở đất rộng người đông, quân lương dồi dào, lại có những viên mãnh tướng như Hạng Yên, Cẩm Bình. E rằng việc công hạ sẽ hung hiểm khôn cùng. Tần Vương tin rằng chỉ cần diệt Sở là có thể thống nhất được thiên hạ, nên muốn cùng các quần thần bàn bạc đối sách. Doanh Chính khi đó chỉ mới 34 tuổi, là độ tuổi sung mãn nhất của các bậc quân vương, hoài bão và khí phách tràn trề. Thế quân Tần sau khi hạ được Triệu, Hàn, Yên, Ngụy là hưng phấn tới kinh hồn, khiến ông có phần khinh địch cho rằng nước Sở chẳng thể chịu nổi một đòn. Bây giờ, nước Tần có hai viên đại tướng, một già một trẻ, nhưng tài năng thì không thua kém gì nhau. Viên tướng già là đại tướng Vương Tiễn, trải qua trăm trận kinh nghiệm trận mạc đầy mình, hành động cẩn thận không chút sơ hở. Ngược lại, người trẻ là đại tướng Lý Tín, mới lập được đại công trong chiến dịch Phá Yên, lại tràn trề nhựa sống. Đối với Tần Vương thì tâm đầu ý hợp, hoài bão và khí phách khiến cho quần hùng phải khiếp sợ. Khi được Tần Vương hỏi rằng nước Tần cần bao nhiêu quân mới có thể hạ được Sở, Vương Tiễn cẩn thận đáp, cần ít nhất là 60 vạn quân, ít hơn thì nhất định không thể thắng. Nhưng ngược lại, Lý Tín chỉ thùng thỉnh đáp rằng mình chỉ cần 20 vạn đại quân là có thể phá địch. Tần Vương nghe Lý Tín nói vậy rất hợp ý mình, nên đã giao trọng binh cho Lý Tín, ngày đêm thao luyện, chuẩn bị một đòn diệt Sở. Chiến dịch tấn công nước Sở. Vẫn trong cuộc hội nghị hôm đó, các vị đại thần mỗi người đều phát biểu ý kiến riêng của mình. Có vị đề xuất là cung ứng lương thảo ra sao, có vị thì kiến nghị nên chọn con đường nào. Chỉ riêng Hữu Thừa Tướng Xương Bình Quân là lặng im không nói gì khác hẳn với ngày thường. Tần Vương có hỏi, Hữu Thừa Tướng có ý kiến gì không? Hôm nay sao Khanh không nói gì vậy? Xương Bình Quân vội tiến lên hai bước, vái lại Tần Vương mà nói rằng, thần đáng tội chết nhưng không dám khi quân. Cha của thần là Sở Vương, thần vốn là người nước Sở. Nay quân vương bàn cách diệt Sở, thần thân mang hai nước không dám nói. Các quan đại thần ai nấy đều kinh ngạc, triều đình nặng đi một hồi lâu không còn ai dám nói lời nào nữa. Nguyên do là bởi cha của Xương Bình Quân từ nhỏ đã sang Tần làm con tin và sau đó nên duyên với mẹ của ông là công chúa nước Tần. Sau này khi cha ông về nước và lên ngôi chính là Sở Vương Hùng Nguyên, hiện tại ông cùng mẹ vẫn ở lại nước Tần và vô cùng được khoản đãi. Tần Vương vô cùng trọng dụng ông, nhưng những lời ông nói hôm nay quả thực khiến Doanh Chính phải suy nghĩ lại. Cuối cùng, để tránh đêm dài lắm mộng, Tần Vương hạ lệnh bãi miễn Hữu Thừa Tướng Xương Bình Quân, đày tới đất Dĩnh Tần chịu quản thúc tại gia. Vương Tiễn thấy Xương Bình Quân bị cách chức, kế sách của mình lại không được vô cùng tâm tàn ý nguội, mà cũng cáo lão hồi hương. Chỉ sau một buổi nghị triều, Tần Vương đã mất đi hai cánh tay đắc lực là Xương Bình Quân và Vương Tiễn. Thế nhưng, khí thế hừng hực đang lên cao, mộng nhất thống Trung Nguyên đã che mờ lý trí của ông, bỏ ngoài tai bất kể những lời khuyên. 20 vạn đại quân vẫn được lệnh xuất phát cùng với Lý Tín, nhằm thẳng hướng nước Sở mà đánh tới. Lý Tín làm chủ tướng, Mông Vũ làm phó tướng, chia quân làm hai ngả tấn công nước Sở. Lý Tín tấn công từ con đường phía nam của Dĩnh Tần, Mông Vũ từ hướng đông nam. Hai cánh tiến quân như vũ bão, đi tới đâu quân Sở đại bại tới đó. Nhưng nước Sở đất rộng, đánh mãi mà hai cánh quân vẫn chưa thể xâm nhập được vào trung tâm. Tướng sĩ nước Sở bàng hoàng như tỉnh mộng, mặt mày choáng váng không kịp trở tay. Xương Bình Quân tử trận. Thống soái nước Sở là Hạng Yên thấy tình thế không thể cứu vãn, cũng tuyệt vọng mà tự vẫn. Quân Tần tiến quân thần tốc, bắt sống Sở Vương Phụ Xô làm tù binh.
Cũng trong năm đó, Vương Tiễn và Mông Vũ xuất quân xuống đất Ngô và đất Việt diệt trừ toàn bộ tàn dư nước Sở, vong quốc từ đó. Sự phản bội từ bên trong. Tại thời điểm đó, tại Dĩnh Tần đã xảy ra binh biến. Xương Bình Quân trước đó bị quản chế tại gia, bất ngờ tạo phản, dẫn binh công đánh nước Tần. Tình thế đột ngột biến, đại quân của Lý Tín đối đầu với việc lưỡng đầu thọ địch, buộc phải đưa ra lựa chọn là tiến hay lui. Cuối cùng, vì an nguy của nước Tần, 20 vạn đại quân được lệnh lùi binh, tất cả cùng kéo về Dĩnh Tần để dẹp yên Xương Bình Quân. Nhưng việc Tần thoái binh đã mở ra cho quân Sở một cơ hội. Họ men theo đường quân địch rút lui suốt 3 ngày đêm, sau đó bất ngờ tấn công trong đêm, xông vào phá trại, giết định địch. Quân Tần không kịp chuẩn bị, thua chạy thảm hại. 20 vạn đại quân thảm bại, đại kế công đánh nước Sở đứng trước nguy cơ đổ bể. Tin chiến bại truyền như bay về Hàm Dương. Tần Vương nghe vậy tức tới đỏ mắt, ngay trong đêm hạ lệnh đích thân về quê mời Vương Tiễn tái xuất lãnh binh. Tần Vương đích thân mở rượu mời Vương Tiễn, mong vị lão tướng quân thành khẩn mà nhận lỗi. Trẫm đã sai khi không nghe lời tướng quân. Hôm nay quả nhiên Lý Tín đại bại. Lần này trẫm không thể không mời tướng quân ra trận. Vương Tiễn thấy Doanh Chính thực lòng hối lỗi, liền cũng đồng ý tái xuất. Nhưng ông nói một câu khiến cho Tần Vương sửng sốt. Không đủ 60 vạn đại quân, thần nhất định không ra trận. Sừng sốt cũng phải thôi, 60 vạn đại quân là toàn bộ những gì mà nước Tần có thể huy động. Tự cổ chí kim, quân vương kiêng rẻ nhất là việc chư thần nắm giữ trọng binh. Nhưng cơ sự đã rồi, Tần Vương cũng chỉ đành cắn răng mà chịu nhịn, huy động toàn bộ quân đội nước Tần ra giao cho Vương Tiễn. Vương Tiễn nắm đại quân trong tay không dám chậm trễ, lập tức ào ào tiến vào nước Sở. Thấy cường địch khiêu chiến, thống soái Hạng Yên của nước Sở cũng không dám lơ là, huy động binh lực toàn quốc chống cự. Nhưng chẳng ngờ rằng, Vương Tiễn đến tiền phương lại án binh bất động, chỉ yêu cầu binh sĩ xây dựng lũy, chứ không cho quân xuất trận lâm chiến. Vương Tiễn thấy Doanh Chính thực lòng hối lỗi, liền cũng đồng ý tái xuất. Nhưng ông nói một câu khiến cho Tần Vương sửng sốt. Không đủ 60 vạn đại quân, thần nhất định không ra trận. Sừng sốt cũng phải thôi, 60 vạn đại quân là toàn bộ những gì mà nước Tần có thể huy động. Tự cổ chí kim, quân vương kiêng rẻ nhất là việc chư thần nắm giữ trọng binh. Nhưng cơ sự đã rồi, Tần Vương cũng chỉ đành cắn răng mà chịu nhịn, huy động toàn bộ quân đội nước Tần ra giao cho Vương Tiễn. Vương Tiễn nắm đại quân trong tay không dám chậm trễ, lập tức ào ào tiến vào nước Sở. Thấy cường địch khiêu chiến, thống soái Hạng Yên của nước Sở cũng không dám lơ là, huy động binh lực toàn quốc chống cự. Nhưng chẳng ngờ rằng, Vương Tiễn đến tiền phương lại án binh bất động, chỉ yêu cầu binh sĩ xây dựng lũy, chứ không cho quân xuất trận lâm chiến. Mặc dù quân Sở rất nhiều lần khiêu chiến, nhưng Vương Tiễn vẫn không để tâm, chỉ thủ nhất quyết không chiến. Cứ như thế rằng, co tới hơn một năm, quân Tần là người phương Bắc, không hợp thủy thổ, cũng không quen địa hình của nước Sở. Nhưng sau một năm đồn trú ở đất Sở, toàn quân thích ứng được với môi trường và khí hậu nơi đây. Mỗi ngày binh lính đều được nghỉ ngơi dưỡng sức, sĩ khí ai nấy đều dâng cao. Trong khi đó, quân Sở lại buông lơi giải đãi, tưởng rằng lão tướng quân tuổi cao sức yếu không dám xuất binh ứng chiến, chỉ cầu an thân mà thôi. Thêm vào đó, vì lương thảo thiếu thốn, nên quân Sở phải thu xếp rút quân về đông. Đúng vào khi đối phương không phòng bị, Vương Tiễn bất ngờ hạ lệnh toàn quân xuất kích. 60 vạn nhân mã quân Tần ào ào như rời non lấp biển, hăng hái xông lên, khí thế ngút trời, lu mờ nhật nguyệt. Tướng sĩ nước Sở bàng hoàng như tỉnh mộng, mặt mày choáng váng không kịp trở tay. Xương Bình Quân tử trận. Thống soái nước Sở là Hạng Yên thấy tình thế không thể cứu vãn, cũng tuyệt vọng mà tự vẫn. Quân Tần tiến quân thần tốc, bắt sống Sở Vương Phụ Xô làm tù binh. Cũng trong năm đó, Vương Tiễn và Mông Vũ xuất quân xuống đất Ngô và đất Việt, diệt trừ toàn bộ tàn dư nước Sở. Vong quốc từ đó, diệt Tề, thống nhất Sơn Hà. Sau khi diệt Sở, cường địch cuối cùng của nhà Tần đã vong mạng. Chỉ cần hạ gục nước Tề, non sông sẽ thu về một mối. Khi đó tại phía đông, nước Tề trải qua hơn 40 năm không có chiến loạn, người dân đã sớm quen hưởng thái bình. Tề Vương không nắm được thực quyền, gian thần lộng hành, triều cương hỗn loạn. Cả một đất nước yếu đuối và suy đồi, dường như không có thứ gì để chống lại quân Tần. Nhận thấy quân Tần tiến đánh chỉ còn là vấn đề thời gian,
Tề Vương liền hạ lệnh cho quân tiến về phía Tây, dựng thành xây lũy để thủ biên cương. Nhưng quân Tần chiến thắng liên tiếp, chiến công vô số kể, sĩ khí dâng cao ngút trời. Chỉ cần kéo quân tới, chưa cần đánh, quân và dân nước Tề đã bỏ chạy toán loạn. Đại quân không đánh mà tự tan. Quân Tần cứ thế mà kéo thẳng tới kinh đô Lâm Truy của nước Tề, mà hầu như không gặp phải bất kỳ một sự kháng cự nào. Tề Vương cũng chẳng kháng cự mà đem toàn bộ gia quyến ra đầu hàng. Tề quốc từ đó diệt vong, Trung Hoa hoàn toàn thống nhất dưới trướng của Tần Vương. Thống nhất và xây dựng đế chế. Sau khi chinh phục lục quốc, Tần Thủy Hoàng tự xưng là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, khởi đầu triều đại nhà Tần và kỷ nguyên đế quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông thực hiện nhiều cải cách quan trọng để củng cố quyền lực và quản lý đất nước. Cải cách hành chính, chia đất nước thành quận huyện. Tần Thủy Hoàng bãi bỏ hệ thống phong kiến và thay thế bằng hệ thống quận huyện, trực tiếp dưới sự kiểm soát của triều đình trung ương. Quan liêu hóa, ông xây dựng một hệ thống quan liêu chặt chẽ để giám sát và điều hành các quận huyện, giảm bớt quyền lực của quý tộc địa phương. Chuẩn hóa và đồng bộ hóa, chữ viết, Tần Thủy Hoàng thống nhất chữ viết, tạo ra một hệ thống chữ Hán chung để dễ dàng quản lý và giao tiếp trên toàn đế chế. Tiền tệ và đo lường, ông chuẩn hóa hệ thống tiền tệ và đơn vị đo lường để thúc đẩy thương mại và kinh tế. Công trình xây dựng, Vạn Lý Trường Thành, Tần Thủy Hoàng cho xây dựng và mở rộng Vạn Lý Trường Thành để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc xâm lược từ phương Bắc. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Một trong những công trình nổi tiếng nhất của ông là lăng mộ Tần Thủy Hoàng, được bảo vệ bởi đội quân đất Nung, binh mã Dũng. Di sản của Tần Thủy Hoàng từ năm 361 trước công nguyên, Tần Hiếu Công dùng thương ưởng lập biến pháp. Đến năm 221 trước công nguyên, tiêu diệt 6 nước chư hầu, trải qua đúng 140 năm, 7 đời quân vương, chấm dứt gần như 500 năm hỗn loạn của đất nước Trung Hoa. Năm 221 trước công nguyên, sau khi tiêu diệt Tề, Tần Vương Doanh Chính đã trở thành vị vua duy nhất của toàn cõi Trung Hoa. Doanh Chính sau đó tự xưng hoàng đế, đặt hiệu là Thủy Hoàng Đế, nghĩa là hoàng đế khởi thủy của Trung Hoa, và thành lập nhà Tần. Hoàng đế chia đất nước thành 36 quận, đặt kinh đô ở Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây ngày nay, nhằm tránh cục diện chư hầu cát cứ như thời nhà Chu. Tần Thủy Hoàng đã thiết lập một chính quyền trung ương tập quyền, tập trung mọi sức mạnh vào tay một vị hoàng đế duy nhất, làm nền tảng cho các triều đại sau này của Trung Quốc. Mặc dù nhà Tần chỉ tồn tại trong vòng 16 năm ngắn ngủi, nhưng nó đã kịp để lại những ảnh hưởng và tác động sâu sắc tới lịch sử của toàn Trung Hoa trong nhiều thế kỷ sau đó. Mặc dù Tần Thủy Hoàng đạt được nhiều thành tựu lớn lao, triều đại nhà Tần chỉ tồn tại ngắn ngủi sau khi ông qua đời vào năm 210 trước công nguyên. Chính sách, cai trị hà khắc và các biện pháp tàn bạo của ông đã gây ra nhiều bất mãn trong dân chúng và tầng lớp quý tộc. Chỉ vài năm sau cái chết của ông, các cuộc nổi dậy bùng nổ dẫn đến sự sụp đổ của nhà Tần vào năm 206 trước công nguyên, mở đường cho triều đại nhà Hán sau này. Tần Thủy Hoàng vẫn được nhớ đến như một trong những nhân vật lịch sử vĩ đại nhất của Trung Quốc. Người đã đặt nền móng cho một Trung Quốc thống nhất và có ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa và chính trị của đất nước này. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về hành trình thống nhất lục quốc của Tần Thủy Hoàng. Các bạn có nhận định gì về cuộc chiến này? Nó đã thay đổi toàn bộ vận mệnh của Trung Hoa ra sao? Hãy cùng để lại ý kiến và cùng bàn luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hữu ích, hãy nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hãy chia sẻ ý kiến và trải nghiệm của bạn về video trong phần bình luận. Hãy để lại bình luận là 1 nếu bạn thích video này, 2 nếu bạn không thích video này. Chúng tôi sẽ ghi nhận để ra mắt những video tiếp theo tốt hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời.